Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi hình thỏ này. Các bạn có thể là sử dụng làm thành ba lô để cho bé đeo, hoặc là chúng ta có thể là đeo chéo nè. Cái kích thước của nó sẽ là cao là khoảng 20 cm các bạn, chiều ngang là khoảng 12 cm ha. Và mình móc cái kim cũng nhỏ thôi, cho nên là ra cái size nó nhỏ. Bạn nào mà thích cái túi nó to hơn thì các bạn sẽ tăng cái size kim lên ha. Và trong cái quá trình móc á, mình có hướng dẫn thêm cho các bạn á. Nếu mà bắt đầu móc thì các bạn sẽ xem từ đầu đến cuối trước khi mà chúng ta quyết định làm cái bé thỏ này ha. Mình có chia sẻ kỹ cho các bạn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ở phía sau này nha. Phía sau thì chúng ta có một cái khóa kéo nè các bạn. Và chúng ta sẽ để cái phần điện thoại này vô. Phần điện thoại thì nó cũng dài và rộng á. Ở đây nó còn dư nhiều nè. Các bạn có thể là để thêm túi đựng tiền, hoặc là son môi, hoặc là nước hoa mini, vân vân ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu thỏ này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sử dụng len sợi tùy thích nha. Mình móc cái loại len là Mikoton nè các bạn, 125g, cỡ len là khoảng 2mm nha. Và nó được xe từ 5 sợi. Và mình sẽ móc chập đôi hai cái cọng len này lại, là tức là mình sẽ móc loại 10 sợi nha các bạn. Các bạn thay thế cái loại sợi tương đương để cho ra kích thước nó sẽ giống như của mình ha. Bề ngang nó sẽ là 12 cm, còn chiều cao khoảng 20-21 cm ha. Bạn nào mà muốn nó to hơn nữa thì sử dụng cái loại len với lại kim móc nó to hơn mình nha. Và mình phối cái túi đầu này nè là màu trắng tinh với lại màu hồng của cùng cái loại len này luôn. Cái túi thứ hai mình sẽ phối cái màu xanh thiên thanh này ha các bạn, màu số 51 nè, và màu trắng kem màu số 1. Kim móc mình sử dụng cho cái túi này nè là kim móc 3.5mm, nhưng mà tay móc của mình thường sẽ nó to, cái mũi móc nó to hơn các bạn á, thì các bạn có thể là sử dụng kim 4mm ha. Có nhiều bạn là comment là nói là cái túi móc ra nó hơi nhỏ hơn so với Mimi á, cho nên là các bạn sẽ tăng cái size kim lên thành 4mm nha. Còn nếu mà bạn nào đã móc lâu rồi và cái tay móc nó tương đương với Mimi á, thì các bạn sẽ sử dụng kim 3.5 thôi cũng được luôn. Nói chung là size to thì chúng ta ra thành phẩm nó to thì nó thích thôi à các bạn. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị thêm hai cái hạt mắt dán nha. Cái này là size 10mm nè. Bạn nào mà thích cái chuông này thì chúng ta sẽ mua thêm để mà chúng ta gắn. Nó có nhiều màu á các bạn. Mình móc cái màu nào thì mình sẽ phối cho nó phù hợp xíu ha. Rồi cái này thì mình để làm cái dây đeo các bạn, thâu ra thâu vô á. Nhưng mà để coi, nếu mà mình thấy làm nó đẹp á, thì mình sẽ gắn ha. Tại vì cái len này các bạn nó sẽ hơi dày á, cho nên là chúng ta sẽ làm sao mà cho nó vừa người luôn. Mình sợ mình gắn vào đây này, nó sẽ bị dày quá, nó kéo không có đi á. Cho nên để mình coi, nếu mà kéo được á, thì mình sẽ làm thêm cho nó đẹp thôi. Còn không có thì cũng không sao hết nha. Rồi chuẩn bị cho mình thêm keo nến để mà chúng ta dán nè, nghiêm đánh dấu. Kim khâu len cũng như là kéo cắt len nha. Và nguyên cái bộ sưu tập mà luôn á các bạn. Ở đằng sau á, là nó cần cái phần khóa kéo nè. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm ha. Khóa kéo khoảng 18-20cm thôi. Nó sẽ dư ra các bạn. Dư thì mình sẽ cắt. Cái này bữa nay là mình sẽ lên clip thỏ ha. Bữa sau thì có thể là clip ớt nè, hoặc là clip mèo, clip gấu gì đó, clip gà, rồi clip heo, rồi clip béo hổ, tùy ha. Để mình sẽ trang trí xong đi rồi mình quay clip. Nếu mà các bạn thích cái bộ sưu tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau móc hết tất cả các con vật dễ thương này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len ra cũng như kim móc để mà mình móc cái mẫu này nha các bạn. Ở bên trong lõi và ở phía bên ngoài các bạn, là nó sẽ có hai cái sợi như thế này. Các bạn sẽ sử dụng hai sợi trong cùng một cuộn len ha. Và chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt, móc lên 15 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 và 15. Các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1, 2, xoay ngang qua đây. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ hai này. Móc một mũi móc đơn và mình sẽ quy ước mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X. Hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V ha. 12 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi X nha. Chúng ta sẽ móc 12 X. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Cái chiều nghe này nè các bạn, là mình khởi tạo cái số mũi móc xích bằng với cái sản phẩm mà mình sẽ chứa nó. Ví dụ như cái điện thoại của mình, cái chiều ngang nó là bằng 15 mũi móc xích thì mình đã móc 15 mũi móc xích rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta còn một cái mũi móc xích cuối cùng nè. Chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi móc xích 3 mũi móc đơn cùng một chân ha. 2 3. Bây giờ chúng ta sẽ xoay qua đây, chúng ta cũng sẽ móc 12 mũi X. 1 2. Rồi các bạn sẽ móc cho đủ 12 mũi X nha. Mình đã móc xong 12 mũi X rồi. Bây giờ ở cái chân móc cuối này, chúng ta sẽ móc một mũi V ha. Tức là hai mũi móc đơn cùng một chân này á các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên kết thúc hàng. Chúng ta có 30 chân móc cho hàng móc đầu tiên ha, móc lên một mũi móc xích. Để móc hàng móc thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi V. Sau đó là chúng ta sẽ móc là 12 mũi X nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Ba chân móc ở chỗ cái cụm tăng mũi này, các bạn sẽ móc mỗi chân là một V nha. 1 2 Cái này nè các bạn. Cái hai cái cọng len này tới 4 mm á. Mà mình móc 3.5 á, cho nên là nó sẽ nhỏ hơn cọng len, nó ưa có bị chặn lại chỗ này nè. Nên nếu mà các bạn móc 4 mm, móc cái kim 4 mm đó là nó sẽ dễ hơn ha. Mà tại vì cái mình muốn cái size nó như thế này thôi các bạn, cho nên là mình phải móc kim 3.5 á. Rồi bây giờ chúng ta đã móc xong 3 mũi V ở chỗ cái cụm này rồi. Chúng ta sẽ móc 12 mũi X tiếp tục nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Còn hai chân móc cuối cùng á các bạn, thì chúng ta sẽ móc vào đó mỗi chân là một mũi V nha. 1 Lúc đầu là mình đã móc xong một V rồi. Và hai mũi V cuối cùng này là đủ 3 mũi V. Nó đối xứng với bên kia rồi ha. Chúng ta tăng 6 mũi ở hàng móc thứ hai này. Như vậy tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 36. Các bạn sẽ chuột mũi và kết thúc hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân một ít. Các bạn sẽ móc 36 ít cho hàng móc thứ ba này ha. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha.
Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trừ mũi và kết thúc hàng. Từ hàng móc thứ tư đến hàng móc thứ 18 á các bạn, chúng ta sẽ móc giống y hệt như hàng móc thứ ba này nha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân một ít. Các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng, lên hàng móc thứ năm, thứ sáu đến hàng móc thứ 18 luôn. Mỗi hàng là 36 mũi ít. Rồi các bạn sẽ móc tới cái chiều cao đó ha, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Bạn nào mà muốn nó cao hơn xíu nữa thì các bạn sẽ tăng mũi ở cái số lượng hàng này luôn ha. Các bạn sẽ móc lên hàng 19, 20 gì cũng được luôn ha. Mình đã móc xong 18 hàng rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo cái chỗ số cm này ha. Khoảng 13 cm rồi đó. Bạn nào mà móc còn hơi thiếu thì các bạn sẽ tăng cái số lượng hàng móc lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta móc hàng móc thứ 19. Các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức này ha. 5x1v, lặp lại 3 lần. 1 2 3 4 5. Rồi, 1v ở chân bên cạnh. Lặp lại thêm cho mình 2 lần nữa nha. Mình đã móc xong 3 cụm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 12x nữa nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi còn cái cụm cuối này các bạn, chúng ta sẽ móc 5x1v nha. 1 2 3 4 5. Chân thứ 6 1v. Rồi các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc. Vậy là chúng ta có được 40 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi xích rồi chúng ta sẽ cắt len ha. Bạn nào muốn móc một màu đó, thì chúng ta sẽ móc một màu. Còn muốn chuyển màu thì các bạn sẽ chuyển sang màu trắng giống mình ở cái hàng này nha. Và bây giờ các bạn sẽ rút chặt cái điểm này lại ha. Rồi chúng ta sẽ nối cái len màu trắng ở cái chân móc mũi dời này nè. Rồi chúng ta sẽ kéo cái cọng len màu trắng này qua. Móc lên cho mình một mũi móc xích, chúng ta móc hàng móc thứ 20. Các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức này ha. Thì 3 lần. 3x1v, 3x. 1 2 3. 1v. 3x. 1 2 3. Rồi lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Mình đã móc xong 3 cụm rồi. Bây giờ 12 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi ít nha. Móc 12 ít. 2 3 4. Sau khi các bạn móc xong 12 ít á thì chúng ta sẽ móc một cụm giống hệt như cái cụm lúc đầu nha. 3x 1v và 3x. 1 2 3. Sẵn các bạn nẹp cái cọng len thừa luôn nha. 4 4 á là hai hai mũi móc đơn cùng chân á, mũi V á. Còn ba chân cuối là một 3x nè. Rồi như vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi và kết thúc hàng. Ở hàng này chúng ta tăng 4 mũi. Các bạn có được là 44 chân móc ha. Rồi, tại vì ở cái phần thỏ các bạn cho nó nhô ra ở phía trước á cho nó dễ thương ha. Giống như trong con thỏ thật vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 21. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi ít nha. Chúng ta có 44 mũi á. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng nha. Móc 44x. Mình đã móc tới cuối hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc thứ 21 ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 22. Và chúng ta sẽ móc theo công thức là 21x1v, lặp lại cho mình 2 lần nha. Tức là cái hàng 22 này chúng ta sẽ tăng 2 mũi. 21x1v, lặp lại 2 lần. 2
3 4. Mình đã móc xong 21 mũi ít rồi. Chân kế bên này mình sẽ móc một mũi V ha. Lặp lại cho mình một cụm này nữa nha. 21 ít 1 V. Đã kết thúc cái hàng móc thứ 22 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia cái phần dây kéo á, để cho nó vừa cái điện thoại cũng như là cái chiếc túi cho nó phù hợp ha. Nha. Ở đây. Như vậy là mình sẽ đánh dấu lại, mình sẽ may dây kéo ở chỗ cái điểm này thì các bạn. Nè ha. Đây là 1 2 này, ở chân thứ 3 này nè. Nói chung là các bạn cứ làm đại đi, tại vì cái phần trên nó to hơn cái phần dưới đó các bạn. Cho nên là chúng ta cũng thoải mái ha. Chúng ta làm từ đây tới đây. Rồi như vậy thì giờ chúng ta sẽ đếm coi ở từ cái điểm màu hồng tới điểm màu cam là bao nhiêu chân móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Vậy là 17 chân móc ha. Một lát nữa mình sẽ móc lên 17 mũi móc xích. Tức là chúng ta sẽ bỏ qua từ cái chân màu hồng tới chân màu cam, chúng ta sẽ nối lại bằng cái mũi móc xích nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ giữ nguyên hai cái này ở đây đi. Chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ 23. Mỗi chân móc sẽ là một mũi ít cho tới cái chỗ mà chúng ta kế bên nè. Kế bên chỗ chúng ta đánh dấu. Vậy là kết thúc hàng móc thứ 22 là chúng ta có được 46 chân móc với các bạn. Rồi các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn tới cái kế bên chỗ đánh dấu màu hồng nha. Mình đã móc xong 28 mũi móc đơn rồi. Bây giờ ở cái điểm này chúng ta sẽ móc lên 17 mũi móc xích nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17. Và các bạn cứ chia giống như mình hướng dẫn ha. Rồi, đâm kim qua cái chân móc cuối cùng nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Sau đó là chúng ta sẽ trượt mũi. Ở hàng này thì chúng ta không có thêm mũi cho nên vẫn giữ là 46 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 24 nha. Và bây giờ các bạn sẽ móc hàng móc thứ 24 mỗi chân là một mũi ít. Các bạn sẽ móc cho mình là 46 mũi ít nha. Ở chỗ mấy cái mũi móc xích đó thì các bạn cũng sẽ móc mỗi móc xích là một mũi ít. 17 mũi móc xích thì móc 17 mũi ít vô đó luôn nha. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng. Bây giờ chúng ta có thể là gỡ cái phần đánh dấu này ra rồi đó. Rồi các bạn móc tới tới chỗ móc xích đi. Rồi bây giờ mình đã tới cái điểm mũi móc xích rồi nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim cho mình á vào hai cái nhánh luôn nha. Nè ví dụ như đây là hai nhánh nè, mình chừa lại một nhánh để một lát nữa chúng ta sẽ khâu cái phần dây kéo cho nó dễ. Nè đây là 1 2 3, ba nhánh đúng không? Các bạn sẽ đâm kim qua hai nhánh nè, chừa nhánh ở phía trong này thôi. Đó. Rồi các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Rồi móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích luôn ha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 25. Các bạn sẽ làm theo công thức 8x1A nha. A như thế nào thì mình một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 8x. 2 3 4 5 6 7 8 1A. Tức là các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài của chân móc thứ 9, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài của chân móc thứ 10. Các bạn sẽ kéo len qua hai nhánh này, còn hai vòng len trên kim các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm và được ký hiệu là chữ A. Các bạn sẽ lặp lại thêm một lần nữa ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn sẽ thực hiện 1A nữa cho mình. 1A ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ để ý nè. Chúng ta còn lại 2, 4, 6, 8.
Ở phía bên đây nè thì chúng ta còn 8 mũi, còn thiếu 2 mũi chụm ha các bạn. Như vậy là bây giờ mình sẽ lấy trong đây 2 mũi chụm đi. Chúng ta sẽ trong 8 mũi này nè, mình sẽ chụm lại 2 mũi thành 1 mũi là mũi chữ A, rồi mình cộng với ở phía trên này nè các bạn. Ở phía trên này là thêm mũi ít nha, tức là chúng ta sẽ không có động vào cái dây ở phía trên này, chúng ta sẽ không trực tiếp giảm ở trên đây mà chúng ta sẽ giảm ở phía phía bên này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cho mình 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ móc là 4x1a trước nha. Sau đó mình sẽ móc 4x. 1 2 3 4. Rồi xong cái cụm này nè các bạn, chúng ta sẽ móc 6x nha. 1 2 3 4 5 6. Xong 6x này các bạn sẽ lặp lại một cụm giống như lúc đầu, 8x1a nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Còn hai căn cuối cùng này các bạn cũng sẽ thực hiện mũi chữ A, mũi giảm. Rồi chúng ta sẽ kết thúc hàng móc bằng một mũi trượt. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi xích để móc hàng móc thứ 26. Giờ mình muốn cho cái phần phần mặt thỏ các bạn cho nó nhô ra như thế này nè. Ở phía sau thì chúng ta giữ y nguyên ha. À, giống như thế này nè các bạn, nó nhô ra, nó thấy cưng ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện mũi giảm cho mình ở cái mặt mặt phía trước. Chúng ta sẽ móc là 2x1a nha, lặp lại cho mình 6 lần. 1 2 2x đây nè, 1a. Rồi, lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Rồi mình đã móc xong 6 lần 2x1a rồi. Còn 18 chân móc thì các bạn sẽ móc là 16x1a nha. 16x1a. 2 3 4 5. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 26 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 27 ha. Các bạn sẽ móc tổng cộng cho mình là 35x nha. Chúng ta sẽ móc mỗi chân một ít, các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 27 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi. Giờ chúng ta còn 35 chân móc ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Lặp lại cho mình công thức là 2x1a. Chúng ta sẽ móc 5 lần. 1 2 1a nè. Lần đầu tiên. Các bạn sẽ làm tới lần thứ 5 luôn ha. 2x1a. Sau khi móc xong 5 cụm 2x1a thì chúng ta sẽ tới 3 cụm là 3x1a ha. 1 2 3 1a. Lặp lại thêm 2 lần nữa cho mình ha, tổng cộng là 3 lần. Mình đã kết thúc hàng móc thứ 28 rồi và chúng ta còn lại là 27 chân móc ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 29. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 7x1a. Các bạn sẽ lặp lại 3 lần cho mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 1a. Lặp lại thêm 2 lần nữa. Mình đã móc xong hàng móc thứ 29 rồi và chúng ta còn lại là 24 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Giờ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 30. Đây các bạn. Chúng ta có được một cái phần mặt thỏ nó nhô lên như thế này nè. Còn ở phía sau thì nó sẽ
bằng ra ha. Bằng như thế này. Đây là một cái mà mình đã fit lỗi từ cái bé thỏ trắng này nè các bạn. Thì nhưng mà ai thích cái form của bé thỏ trắng này thì mình sẽ để cái phần móc từ hàng móc thứ 19 nha các bạn tới cái hàng móc thứ 30 á ở trên màn hình nè. Bạn mà muốn móc á, thì chúng ta sẽ móc thêm một cái nữa theo cái form của cái túi màu trắng này ha, để cho nó nếu mà các bạn thích nó rộng rãi á, thì các bạn cứ làm thôi. Cái này nó hơi dư một xíu nhưng mà mình thấy vẫn đẹp. Theo cá nhân mình thì mình vẫn vẫn thích cái mẫu này nè các bạn, là do là cái bé thỏ này nè ở cái mặt trước và mặt sau á, nó sẽ tròn trịa như gì. Khi mà các bạn có muốn nhồi bông vô đây nè thì cũng được luôn. Nó rất là xinh xắn. Các bạn sẽ nếu mà thích thì mình sẽ tặng trà cho các bạn từ hàng móc thứ 19 tới hàng móc thứ 30 ở cái mặt thỏ này nha. Đó, ở cái mặt thỏ này thì ở đây cái mặt thỏ này nó cũng sẽ giống y hệt à các bạn, nhưng mà nó đã tiết chế lại ở phần phía sau, nó không có còn nhô nhô lên giống như ở đây nè. Các bạn thấy là cái này nó nhô lên nè, tại vì mình móc cho nó đủ hết á. Nhưng mà các bạn xài vẫn vẫn ngon lành bình thường thôi. Bạn nào thích thì cứ móc nha. Rồi như vậy á, thì mình nói sơ nó như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 30. Các bạn sẽ áp dụng theo công thức là 2x1a, chúng ta sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Hai x rồi nè, 1a. Lặp lại cho mình 6 lần nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài đi. Mình còn một cái lỗ như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len. Bạn nào mà móc cái phần thỏ trắng á, thì chúng ta cũng sẽ cắt cắt len và chúng ta sẽ móc tương tự, làm tương tự như mình ha. Nhưng mà cái số mũi móc kết thúc ở cái phần màu trắng đó, là tới 24 mũi lận, còn cái hàng này chỉ có 18 mũi thôi nha. Thì một lát nữa còn viền thêm một lần nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó như thế này. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim qua từng chân móc nè, chúng ta sẽ khâu lại ha. Rồi các bạn sẽ khâu tới cuối hàng đi. Rồi mình đã khâu xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim trở ngược lại như thế này ha. Kéo cái phần này vô. Đó. Rồi các bạn sẽ đâm kim. Để mình giấu cái cọng len này nè. Đó, kéo chặt nó lại. Rồi các bạn sẽ giấu cái cọng này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân này ha. Nè, ở phía dưới này nè nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc một mũi nữa kép vào cái chân này nè. Chúng ta sẽ bỏ qua chân bên đây. Chúng ta sẽ móc qua cái chân bên này nè. Một mũi nữa kép nha. Một rồi đó. 2 3 4 5. Bên cái màu trắng thì các bạn cũng làm tương tự ha. Chúng ta chỉ khác cái số lượng mũi nữa kép thôi. 6. Rồi xong rồi đó, các bạn sẽ chụp mũi qua cái bên chân bên này nè. 6 ha. 6 mũi nữa kép. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Và bây giờ nó đã đều rồi đó các bạn. Nè, nó có cái độ bo nè. Các bạn một lát nữa giấu á, các bạn giấu chặt cái chỗ này lại ha, để cho cái chỗ này nè nó bo tròn hơn. Đó các bạn. Vậy là chúng ta ra cái form rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trang trí, cũng móc trang trí ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai cái tay thỏ nha. Các bạn sẽ lấy len màu trắng.
Mình sẽ làm màu trắng với phối với lại màu xanh ở chính giữa. Các bạn sẽ tạo vòng tròn và móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào vòng tròn này, chúng ta sẽ móc 6 mũi móc đơn. 6 x 3 4 5 6. Rồi chúng ta sẽ kéo cho cái cọng này nó khích lại ha. Các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân đầu tiên, chúng ta sẽ móc một V. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc, mỗi chân một V chúng ta sẽ móc 6 V nha. Rồi chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và mình có được là 12 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Từ hàng móc thứ 3 đến hàng móc thứ 5, mỗi hàng thì các bạn sẽ móc 12 x ha, tương đương mỗi chân là 1 x. Các bạn sẽ hoàn tất hàng móc thứ 3 lên hàng móc thứ 4 và hàng móc thứ 5, mỗi hàng là 12 x nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 5. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 5 rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 6. Hàng này thì chúng ta sẽ móc là 6A nha. Mũi giảm, mũi A đầu tiên. Mũi A thứ hai. Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình tổng cộng là 6 lần. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Còn lại là 6 chân móc. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 7 và hàng móc thứ 8 nha. Mỗi hàng sẽ là 6 x. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng móc thứ 8 luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 8 rồi, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích rồi cắt ra một đoạn len ha, để một lát nữa chúng ta sẽ khâu ghép vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái viền ở phần chính giữa, lấy len màu xanh ra. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len màu xanh và một sợi thôi ha. Vẫn móc cái kim mà nãy giờ chúng ta móc đó. Rồi các bạn sẽ kéo len qua, móc lên cho mình 3 mũi móc xích, quấn len hai vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này, kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Đây được gọi là một mũi kép đôi. Các bạn lại tiếp tục quấn len hai vòng và tạo mũi kép đôi thứ hai. Móc lên 3 mũi móc xích. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào bên trong cái vòng tròn này, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt len. Chúng ta sẽ rút nó lại. Một lát nữa, các bạn sẽ lấy keo nến để rồi các bạn sẽ để hai cái cọng len này vô nè, chấm miếng keo rồi cắt bỏ cái phần thừa ha. Sau đó các bạn sẽ chấm keo ở chỗ bên trong chỗ này nè. Chúng ta sẽ xài mặt sử dụng mặt, mặt trái, rồi các bạn sẽ ướm nó vào đây nha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có hai cái lỗ tai như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hai cái cánh tay nha. Bàn tay thì các bạn cũng sẽ móc hai cánh, hai cái, và chúng ta cũng sẽ tạo vòng tròn và chúng ta cũng móc chập đôi len như thế này ha. Móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khích lại. Chúng ta sẽ trượt mũi. Móc lên một mũi móc xích, móc vào từng chân móc, mỗi chân là một V ha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và chúng ta có 10 chân móc. Từ hàng móc thứ 3 đến hàng móc thứ 6, các bạn sẽ móc mỗi hàng là 10 x nha. Chúng ta sẽ móc mỗi chân 1 x nè. Kết thúc hàng thứ 3 lên hàng móc thứ 4, hàng móc thứ 5 và cuối hàng móc thứ 6 mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 6 rồi. Bây giờ ở hàng móc thứ 7 các bạn sẽ móc 3 x 1A. Móc hai lần như thế ha. 2 3 1A nè. Rồi thêm một lần nữa. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ móc 1A.
Ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái đoạn len dài. Lát nữa chúng ta sẽ khâu vô luôn ha. Các bạn sẽ móc thêm một cái nữa. Ở cái phần bàn chân đó các bạn, mình sẽ móc hai cái bàn chân ha. Bạn nào thích cái mẫu bàn chân nào thì chúng ta sẽ làm bàn chân đó. Cái mẫu bàn chân màu trắng này nè, mình sẽ để cái phần hướng dẫn ở phía trên màn hình ha. Các bạn có thể là thích cái này thì các bạn sẽ làm theo nha. Cái này thì sau này mình sẽ làm ứng dụng nhiều á các bạn, ứng dụng cho những cái con vật khác. Còn cái con bé này nè, mình sẽ làm ở cái phần này ha. Nó sẽ giống cái hình vẽ hơn á các bạn. Nó sẽ nhỏ và nó gọn hơn. Mình sẽ làm hai cái giống như thế này ha. Rồi như vậy là mình cho các bạn làm hai mẫu luôn. Quá lời rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu trắng và len màu xanh ra. Giờ ở cái phần trắng này nè các bạn, ở hàng đầu tiên, bạn nào mà thấy nó nhỏ thì cứ tăng size lên là mũi móc kép nha. Cái này mình chỉ làm mũi nửa kép thôi nè. Mũi nửa kép, ở trên đây cũng mũi nửa kép luôn. Bạn nào muốn tăng size thì chúng ta sẽ tăng thành mũi móc kép. Rồi, chúng ta sẽ tạo vòng tròn. Đưa kim móc vào kéo len qua. Móc lên cho mình hai mũi móc xích và móc vào vòng tròn này 13 mũi móc kép nha. 13 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sau đó là các bạn sẽ kéo cho nó khít. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Rồi móc lên hàng móc thứ hai ha. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn và một mũi nửa kép. Một mũi móc đơn và một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc 5 chân kế tiếp, mỗi chân là 2 mũi nửa kép cùng một chân. 1 2 3 4 5. Rồi tiếp theo, cái chân móc kế bên này chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn cùng một chân nha. Còn lại 6 chân móc, các bạn sẽ thực hiện 6 mũi dời. 1 2 3 4 5 6. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này, kết thúc. Rồi, cái bàn chân này chúng ta sẽ ứng dụng thêm cho bé mèo sắp tới nữa ha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi xích, chúng ta sẽ cắt len. Cái này mình sẽ dán chứ mình không có khâu nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kim 2 mm thôi và một sợi màu xanh thôi để chúng ta làm cái móng chân nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái móng ở chính giữa này. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ha. Đưa kim vào kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích, móc 2 mũi nửa kép vào vòng tròn. 1 2. Lại móc lên 2 mũi móc xích và trượt mũi. Móc lên một mũi móc xích ha. Các bạn sẽ cắt len. Rồi chúng ta rút nó lại. Một lát nữa các bạn sẽ chấm keo và chúng ta sẽ dán hai cái này vô. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ dán nó vô ở chính giữa này ha. Rồi, ba cái móng nhỏ ở phía trên này nè. Các bạn cũng sẽ tạo vòng tròn. Chúng ta sẽ kéo len qua, móc lên một mũi móc xích ha. Các bạn sẽ trượt mũi vào vòng tròn nè. Móc lên một mũi móc xích. Lần thứ nhất rồi đó.
trừ mũi vào vòng tròn, móc lên một mũi xích lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Rồi, như vậy là một trượt một xích ha. Rồi các bạn sẽ kéo rút nó lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi xích rồi chúng ta sẽ cắt. Các bạn sẽ móc ba cái cho mình như thế này ha. Nè, muốn nó nhỏ hơn nữa thì các bạn có thể là lúc dán thì chúng ta sẽ canh chỉnh, hoặc là chúng ta sẽ làm 3 lần thôi ha. Một trượt một xích 3 lần. Bây giờ chúng ta làm cái phần dây đeo luôn ha các bạn. Thì ở mẫu này á, bạn nào mà muốn làm ba lô mà cho bé thì chúng ta sẽ móc hai cái cọng dây như thế này nè, để mà chúng ta nối vào ha, nối vào ở chính giữa cái chỗ sau cái phần tay thỏ các bạn. Rồi ở phía dưới thì các bạn sẽ nối hai bên như thế này ha. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nối, cách nối ở chỗ cái túi này nè, thì nó cách nối nó cũng sẽ tương tự thôi. Còn cái độ dài này nè thì tùy theo bé ha. Ở này là bé của mình thì mình cái độ dài như thế này là nó hợp lý rồi, cho nên là mình sẽ để như thế này. Các bạn vừa làm các bạn vừa đo cho nó dễ, cho nó vừa vặn với bé luôn nha. Đừng có làm mà nó dài quá bé đeo nó không đẹp đó các bạn, đeo nó dính lên trên cái lưng nhìn thấy cưng lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bảng này luôn ha. Cái này mình làm 3 mũi móc đơn nè. Giờ các bạn sẽ tạo cho mình chừa lại một đoạn dây đi, để chúng ta sẽ thâu vào tạo nút thắt nha. Móc lên 4 mũi móc xích, 3 4. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn ở 3 chân móc. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa, quay ngược lại ha. Đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là một mũi móc đơn, chúng ta cũng sẽ móc 3 đơn. Rồi cứ móc dài dài lên đi. Để mình móc tới cái độ dài nhất định rồi mình sẽ báo cho các bạn ha. Mình đã móc xong cái đoạn dây dài 110 ha. Tại vì mình nhỏ các bạn cho nên là mình sử dụng 110 thôi. Bạn nào mà muốn muốn nó dài hơn nữa thì các bạn cứ móc 120 hoặc là 125 đều được ha. Tại vì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gài cái phần này vô đi cho nó tiện ha. Nếu mà nhỏ thì thâu vô, còn muốn cao thì chúng ta sẽ kéo ra cho hết luôn. Mình sẽ cái khoảng tròn gạch này nè, một lát nữa mình sẽ kết nối vào trong cái chiếc túi luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái này. Các bạn sẽ cắm keo đây rồi dán vô đây nha. Dán vô chính giữa nè. Còn cái phần này thì chúng ta sẽ dán cái này vô ở phía đây. Cái này nha các bạn, tại vì cái này mình móc dạng như cặp đôi lại cho nên là mình móc cái len to nên là nó sẽ chèn ra như thế này luôn nè. Cái mẫu này cũng được, mà cái mẫu này bạn nào thích là cái mẫu này thì làm nha. Nè, mình sẽ dán giống gì ha. Đó, rồi cái ba cái này thì mình để ba cái móng mình để ba góc. Rồi như vậy thì các bạn sẽ dán cái này lại nha. Đó. Rồi cái phần tay các bạn thì bạn nào mình mà thích giống như ở đây nè thì các bạn sẽ làm giống hệt như mấy cái móng ha. Các bạn sẽ móc hai cái móng nhỏ rồi các bạn dán ở đây cái rồi cái móng to này nè thì các bạn sẽ dán ở cái bên hai cái này rồi giống như ở đây ha. Rồi bạn ở cái túi thứ hai này thì mình sẽ để trống cái phần này nha, mình không có phối cái màu xanh đó lên. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta còn để coi lát nữa mình sẽ trang trí cái hay là mình trang trí mặt chai nha các bạn, để thử xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khâu ghép hai cái lỗ tai ha, các bạn sẽ khâu bên đây cái bên cái, rồi chúng ta sẽ kết nối hai này lại nè. Đưa này lên cái chân thế hả? Rồi, các bạn sẽ đâm kim qua đây. Rồi cái mũi thứ hai này các bạn. Rồi bên đây, các bạn sẽ đâm kim xuống nè. Rồi bên đây nè. Rồi, thì chúng ta sẽ quay ra sau nha. Mà nó đã dính vô rồi đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ vẽ tạo hình cái ha. Rồi các bạn sẽ tạo hình nó. Rồi còn bao nhiêu đó, các bạn sẽ giấu cái phần len này luôn nha. Rồi đưa nó lên nổi phía sau, đưa nó ra phía sau rồi các bạn sẽ cắt bỏ nha. Rồi bên cái lỗ tai lên đây các bạn cũng sẽ khâu tương tự ha. Mà chúng ta sẽ thay đổi một xíu ở phần này nè. Chúng ta sẽ để cho nó nghiêng như thế này ha. Thì tức là chúng ta sẽ khâu vào phía lên trên cái tai thỏ này luôn. Rồi giờ mình sẽ chuyển cho nó qua bên này. Rồi bây giờ mình sẽ khâu nó vô đây. Rồi sẽ khâu nó qua trong này.
qua bên đây, chúng ta sẽ để cho nó qua đi lên phía trên này luôn nha. Rồi giờ nó đã đi một lần rồi đó các bạn, thì chúng ta sẽ quay qua phía sau này nha. Để kim lên phía trên, đưa cái này xuống phía dưới. Đây, cái chỗ này chỗ khách hàng, chỗ khách hàng đăng kim hơi khó á. Rồi lấy một nhánh ở phía dưới này, làm lại ha, kéo nó chặt lại. Rồi vậy là nó đã chắc chắn rồi đó. Giờ chúng ta sẽ đưa cái cọng len này xuống phía dưới đi. Chúng ta tạo một cái nút thắt nha, rồi giấu cái phần len này. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Rồi bây giờ tới cái phần tay các bạn. Trước khi làm cái phần tay á, rồi các bạn sẽ lấy cái len màu vàng ra nha. Giờ chúng ta sẽ để cái phần màu vàng này nè vô chung với cái chỗ giao nhau giữa màu xanh với màu trắng á. Các bạn sẽ kéo cái cọng len qua nha. Nên sao ta sẽ thực hiện những cái mũi dơ nha. Để tạo cái điểm nhấn á, bạn nào thích cái màu này thì chúng ta sẽ làm cái màu đó thôi. Mình cảm thấy màu xanh màu trắng phối với màu vàng này thì nó sẽ xinh hơn, nên là mình sẽ làm màu vàng nha. Rồi chúng ta cứ các bạn sẽ viền lại cho tới cuối hàng luôn nha. Nó cũng dễ à. Rồi các bạn để nó xuống dưới đây, rồi chúng ta sẽ kéo từ từ thôi. Nãy mình quên làm trước các bạn, giờ mình làm thì nó sẽ khó hơn xíu ha. Nhưng mà các bạn cứ để trong đen ở phía dưới rồi các bạn cứ móc nó lên thôi. Rồi chúng ta sẽ làm tới cuối hàng luôn. Mình đã viền tới cuối hàng rồi các bạn, đăng kim vào cái chỗ viền đầu tiên làm thêm lần nữa ha. Rồi các bạn sẽ cắt sợi đi, cắt lên. Rồi chúng ta sẽ kéo cái cọng này xuống ở phía dưới nha. Còn hai cái cọng này lại nè. Rồi các bạn sẽ cắt sợi nha. Một lát nữa chúng ta sẽ may cái phần phá kéo vào. Rồi bây giờ tới không? Dán con hai con mắt đi các bạn. Mình đã gắn con mắt xong rồi các bạn. Ở hàng thứ 7 từ dưới lên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của phần màu trắng á. Bây giờ mình sẽ làm cái phần miệng với má hồng nha. Là chúng ta sẽ nối cái len vô ở phía trong này. Rồi chúng ta sẽ giữ nó lại bằng một cái nút thắt nha. Rồi các bạn sẽ giữ nó lại như thế này. Chúng ta sẽ đâm kim ở chính giữa. Rồi đâm kim qua bên đây. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống ở phía dưới. Bạn nào mà muốn muốn làm cái lần này thôi thì các bạn sẽ làm kim thêm một lần nữa. Hoặc là nó đây là mình làm hai lần nữa các bạn. Còn mẫu này thì mình sẽ tạo cái rãnh miệng đó ha. Để tạo hai mẫu cho các bạn. Nếu mà bạn nào thích thì chúng ta sẽ làm thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ để cái len vô cái ở cảnh giữa nó. Rồi các bạn có thể là để xuống ở phía dưới này nè. Rồi ha, vậy là mình đã tạo xong cái phần rãnh miệng rồi đó. Chúng ta có thể là canh chỉnh lại. Rồi như vậy thôi nha. Bây giờ ở cái len này mình sẽ để qua đây để làm cái phần má hồng luôn đi. Rồi các bạn sẽ di chuyển cái rồi chỉ này nè, nó lên này nè, qua phía bên kia ha. Rồi chúng ta cũng sẽ làm bên này. Đây, cái này mình dời vô phía trong, để dời nó vô phía trong đấy nè, bên đây thôi, bên đó thì nó sao quá. Rồi ha, thì chúng ta sẽ thâu hai cái cánh tay ha. Rồi cánh tay bên đây thì các bạn sẽ thâu nó như thế này, cánh tay bên đây thì chúng ta sẽ thâu nó như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ thâu ở phía dưới cái phần màu vàng nối vào phần màu xanh, rồi lên phía trên nè, tiếp tục nối vào phần màu xanh, nối phía trên thôi như vậy ha các bạn. Nói chung là trên bề mặt cái phần màu xanh á. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa nó ra ở đây nè. Rồi chúng ta sẽ để nó xuống nè, để canh chỉnh nó lại ở điểm này nè. Rồi các bạn sẽ lấy ra một cọng, chúng ta sẽ để cái cọng kia, cái cọng này phía bên á. Rồi hai cái nó hai dây rồi ha, chúng ta sẽ cột nó lại nha, cột chắc vào ha các bạn, để cho cái tay nó nằm xuống này. Rồi còn thêm hai lần nữa rồi chúng ta sẽ cắt lên. Rồi vậy là mình đã may xong hai cái cánh tay ở cái phần chân á các bạn. Rồi nè, cái này mình có thể là dán ở phía hai mép luôn, còn cái này các bạn có thể là dán tùy thích nào, nổi trên xíu cũng được nữa nè. Dán nó hai cái như thế này đi.
cái phần này nè, các bạn sẽ để nó ra phía sau. Bên bên này mình đã ứng chọn ở trước và mình sẽ để cái link ứng chọn ở dưới cái phần bình luận ha. Và các bạn sẽ tìm và chúng ta sẽ kết nối nó vào. Nè, các bạn có thể là để nó ngay ở chính giữa ha. Rồi kéo một cộng qua chút. Rồi các bạn sẽ kéo cái cộng này qua luôn nha. Rồi, ta có thể làm gì nè. Chúng ta sẽ cột nó lại. Nó không có bị mất form đâu các bạn. Yên tâm ha. Là mình đã cặp đôi cái cộng len này lại rồi, nó rất là chắc chắn và cứng cáp luôn á. Rồi còn bao nhiêu á, chúng ta sẽ cắt bỏ nha. Rồi nó có cái đuôi như thế này, dễ cưng, ở ngoài này nó như vậy thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần nơ cũng như là khâu cái phần ở phía sau này ha. Chúng ta sẽ khâu trước đi. Và bây giờ chúng ta sẽ ốm cái phần khóa kéo vô, nó sẽ dư ra nhiều ha. Vậy là chúng ta sẽ khâu lại cho các bạn, còn bao nhiêu cái chúng ta sẽ bỏ ha. Nha. Các bạn sẽ tâm kim cho mình, lấy cái kim khâu len á, nhỏ nhỏ, các bạn sẽ xỏ qua một cái cộng len như thế này. Màu trắng nha, cái màu cùng với cái màu ở chỗ này nè, cái phần này nè. Rồi mình sẽ khâu lại chỗ này. Rồi giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần vô ra nha. Rồi giờ chúng ta sẽ nhẹp vô. Để mình zoom lại nha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ đưa cái kim khâu nó vô bên trong này đi. Đó, để cái này nó vô phía bên trong luôn nha. Chúng ta sẽ đâm kim. Qua, cho nó giống như là cái miếng khóa kéo như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua phía bên này. Rồi cái chỗ này mình làm một phần nữa nha. Nó cắt ở chỗ đầu đó, thì chúng ta chỉ việc là đưa nó vô như thế này nè. Rồi chúng ta may từ đầu tới cuối thôi. Rồi giờ các bạn sẽ đâm kim nó qua đây. Rồi các bạn may cho mình như vậy ha, nó không có bị thấy sợi gì đâu. Nè, ở phía trong nó là gì nè, và các bạn sẽ may tới cuối em nha. Tới cái khúc phần cuối các bạn sẽ ốm nó như thế này nè, để cái phần còn thừa vô phía trong luôn nha. Rồi các bạn sẽ kéo nó qua như thế này nè. Rồi các bạn sẽ để nó nhẹt nó vô luôn, và chúng ta cũng sẽ khâu lại tương tự. Nè, âm kim. Nói chung là khâu cái chỗ cuối này cho nó chắc chắn ha các bạn. Đó. Bên đây chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, nếu mà đã thấy ổn rồi á thì chúng ta sẽ đưa cái kim khâu qua phía bên này. Rồi nè, cái phần này vô, chúng ta sẽ may từ từ ha. Đó, rồi chúng ta sẽ may thôi. Rồi các bạn sẽ may tới cuối em luôn nha. Rồi mình đã may tới cái khúc cuối rồi nè. Chúng ta cũng sẽ giữ nó ha, để cho cái phần dây kéo này nó kéo qua bích cái chỗ này luôn nha. Rồi giờ chúng ta sẽ làm thêm vài lần nữa, chúng ta sẽ chốt nó lại ha. Phía bên đây cũng vậy luôn. Rồi đưa cái cọng này nha. Yeah. Rồi chúng ta sẽ cắt lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo thử ha. Rồi nó ổn rồi ha. Rồi mình thấy khi mà mình giảm mũi ở phía sau rồi ấy, các bạn thì thấy nó cũng ổn ổn hơn xíu thôi ha. Cái này nó cũng bằng bằng à, nhưng mà mình lại thích cái form nó như thế này nè. Thôi kệ nó các bạn. Bạn nào mà thích thích giảm mũi thì chúng ta sẽ móc giảm mũi. Còn bạn nào không thì chúng ta cứ làm cái phần này cũng được nữa. Và mình có sẵn cho các bạn hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần dây đeo lên nha. Rồi các bạn sẽ gắn cái phần lục lạc này vô. Nha. Chúng ta sẽ bóp nó lại bằng kim nha. Cái nơ này mình đã có hướng dẫn nhiều ở những cái clip trước rồi đó các bạn. Thì các bạn cũng sẽ tự móc ha. Mình sẽ ghi thêm cái phần công thức ở phía trên màn hình nha. Các bạn sẽ bán keo, dán nó ở chỗ nào cũng được. Đây cũng được, mà đây cũng được. Rồi, mình thích nó ở bên trái cho nên mình sẽ dán bên trái nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái khoen gập này ha. Bạn nào không có cái khoen này á, chúng ta có thể là tạo bằng dây móc xích được nha. Rồi, chúng ta sẽ luồn một cái cọng qua.
chúng ta sẽ lấy cái phần khóa này qua. Chúng ta sẽ đưa nó xuống. Đó. Còn một lát nữa chúng ta sẽ may cái chỗ này lại. Nè, chúng ta sẽ may cái chỗ này lại ha. Giờ may luôn đi. Rồi giờ chúng ta sẽ cắt lên. Rồi còn một cái sợi này nè, các bạn sẽ để cái cung chiêu ha. Chúng ta sẽ đưa nó qua. Đó, rồi. Đưa nó qua phía bên này luôn nè. Nãy giờ mình làm chậm đó, các bạn coi cũng dễ mà đúng không? Rồi, khi mà muốn thâu vô cho nó ngắn lại thì các bạn sẽ để gì nè? Rồi chúng ta sẽ thâu thâu nó vô ha, này là nó sẽ ngắn lại, còn muốn nó dài ra thì ta thâu xét vô rồi để cái này ra, rồi như vậy ha, rất là tiện lợi luôn đúng không các bạn, giống như mấy cái túi ở bên ngoài. Chúng ta có thể là thâu trực tiếp cái này ở vô trong cái chỗ phần ở màu xanh nè các bạn, hoặc là các bạn có thể là dùng cái khoen này nè, chúng ta sẽ khóa nó vô ha, rồi chúng ta sẽ may nó vô ở trong này luôn nè. Hoặc là các bạn có thể là kéo cái cọng len này qua nè. Rồi giờ chúng ta sẽ móc ra mũi, móc đơn nó vô trong đây luôn cũng được đó các bạn. Khi nào còn thì chúng ta sẽ tháo nó ra thôi. Nó đơn giản hơn ha. May là còn vừa đủ cái đoạn len này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Rồi vậy là xong rồi đó. Là giấu cái phần này thôi. Chừng nào chúng ta không có xài nữa thì chúng ta sẽ xoắn nó ra thôi nè, xoắn nó ra rồi gỡ cái này ra thôi nè, nó đơn giản mà đúng không các bạn. Rồi vậy là mình đã tạo xong rồi đó, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái mẫu túi thỏ này rồi ha. Các bạn có thể là phối thành ba lô hoặc là túi đeo chéo như thế này. Ở phía sau thì chúng ta có thể là lựa chọn là may cái phần dây này vô trực tiếp trên cái túi luôn. Thì may thì mình cũng sẽ may giống hệt như mấy cái phần tay nè, đơn giản thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái độ rộng của cái chiếc túi. Rồi các bạn cũng sẽ để cái phần điện thoại này vô. Rồi chúng ta sẽ kéo qua nè, nó còn dư nhiều ha. Rồi các bạn để thêm cái ví tiền nhỏ trong đây cũng được nữa, hoặc là son môi này kia. Cũng xinh xắn mà ha các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và móc cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.